Shop đếm Nhật qua giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề. Số phía sau là giá của sản phẩm, xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Khuyến khích khách hàng gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hoặc là số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin, liên lạc khi gửi hàng cũng như là thông tin hình ảnh của sản phẩm. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái chén sứ rất là đẹp. Cái chén này nó thuộc cái dòng sứ cực kỳ là nổi tiếng nhưng mà chúng ta rất là hiếm gặp sản phẩm, đó là cái dòng Nebashima. Cái dòng này thì nó đặc trưng với cái phong cách được vẽ rất là tỉ mỉ. Họa tiết nó được vẽ rất là đẹp. Cái dòng này là họa tiết nó được vẽ thủ công rất là đẹp. Và cái dòng này là chúng ta thường thì hiếm, rất hiếm gặp sản phẩm. Với cái cốt sứ trắng rất là tốt. Cái chén này thì cái men nó đó, nó chỗ những cái màu cánh hoa nè, nó có cái chỗ đó, do cái thời gian nó trải qua lâu quá đó, cho nên nó bị phai phai nhẹ. Cái cốt thì chúng ta thấy là cái chén này là thuộc cái dòng sản phẩm nó cũng xưa chứ không phải xưa rồi, cho nên là những cái men mà ở trên cái mặt nè, chúng ta thấy nó có cái độ phai nhất định, nhưng mà tổng thể thì nó rất là đẹp. Bên trong nó vẽ, chúng ta thấy những cái nét cọ nè, vẽ rất là tinh xảo, những cái lớp màu xanh chồng lên nhau đó, chúng ta thấy rất là tinh xảo, cực kỳ tinh xảo. Đây là cái án kiện đặc trưng của dòng Nebashima. Thường cái dòng này chúng ta rất là hiếm gặp sản phẩm. Chén này cao 7, đường kính 11 năm, mã sản phẩm là H1 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén trà gốm mộc rất là đẹp. Cái ly trà gốm mộc ở ngoài miền Bắc miền Trung gọi là cái chén, còn ở miền Nam gọi là cái ly uống trà đó. Gốm mộc với cái màu men nhìn rất là độc đáo. Ta thấy nè, men trong lòng nhìn rất là ấn tượng, cực kỳ ấn tượng. Đặc biệt chúng ta thấy cái đáy được nghệ nhân khắc tạo hình, được nghệ nhân khắc thủ công tạo hình, nhìn rất là ấn tượng luôn, cực kỳ ấn tượng. Cái này bên ngoài nó nhìn nó đẹp hơn trong cái video, do là ở video nó bị ánh sáng đèn đó, nó mạnh quá, nó gần ánh sáng đèn cho nên cái chúng ta không thấy được cái vẻ xù xì. Rồi cái đáy nè, ở phần trôn đáy là không phủ men, cái cốt gốm xù xì, còn cái vết khắc của nghệ nhân nhìn rất là độc đáo. Thường chúng ta thấy người Nhật họ có những cái suy nghĩ rất là độc đáo, có những cái sản phẩm đó chúng ta ở trong lòng hoặc là ở dưới đáy nó mới đẹp. Ly này cao 5.5, đường kính 7.5, mã sản phẩm là H2 giá 120k. Tiếp theo là một cái sản phẩm khá là đặc biệt, một cái quả cầu gốm vẽ hoa phủ men rạng, họa tiết được vẽ thủ công rất là tinh xảo. Một cái quả cầu tròn vẽ hoa rất là tinh xảo luôn, họa tiết được vẽ hoàn toàn thủ công. Và chúng ta biết những cái sản phẩm gốm sứ đó mà làm cái quả như quả cầu như thế này thì nó rất là khó, đặc biệt là bên trong nó rỗng đó thì nó rất là khó, do khi mà chúng ta biết gốm sứ mà khi mà nung đó thì nó rất dễ là nó bị cong vênh, cho nên những cái sản phẩm như này rất là khó làm, nó đòi hỏi nghệ nhân rất là nhiều kinh nghiệm. Cái này, cái sản phẩm này nó cũng có cái màu thời gian rất là rõ rồi, ở trên sản phẩm này nó có những cái vết mẻ nhẹ như thế này nè. Đây nó tróc men,
Cái lỗ này là khi mà chế tác đấy, nó nghệ nhân họ phải thông một cái lỗ để cái sự giãn nở và cái khí bên trong nó thoát ra để nó không làm vỡ vỏ cầu. Đây là cái vết lỗi nè. Vỏ cầu này cái đường kính của nó là 6, mã sản phẩm là H3, giá 150k. Sản phẩm này rất là hiếm, cực kỳ hiếm. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái gạt tàn bé xíu rất là đẹp, hai cái gạt tàn, cái dòng này dòng sản phẩm xưa của Cutany, hai cái gạt tàn gốm bé xíu à, nhưng mà nó như một cái bức tranh vậy đó. Họa tiết nó được vẽ theo cái phong cách này, gọi là cái phong cách Satsuma, rất là đẹp. Họa tiết nó được vẽ bằng men đỏ, sau đó nó viền vàng lên trên. Ngay cả cái cốt gốm đó, chúng ta thấy là nó cũng kiểu men rạng, gần gần giống như cái kiểu men của Satsuma. Trên đây chúng ta thấy nè, nó vẽ những cái hoa văn bằng bạc, sau đó nó nung, nó tạo ra những cái mảng màu đen, nhưng mà lâu ngày quá cho nên nó bị phai. Hai gạt tàn này thuộc dòng sản phẩm xưa, cái này nó chỉ có cái màu đỏ nó phủ lên trên cái triện luôn, hoặc là cái triện á là cái bởi triện bạc mà nó bị phai đó các anh chị. Đây đây chúng ta thấy nè, có một cái mảng men bằng bạc, khi mà nung nó sẽ tạo ra cái màu đen như thế này. Đây ở đây chúng ta thấy cái ấn triện của Cutany nè, nó được vẽ bằng bạc và nó nung thì nó sẽ ra cái màu đen, cái bên kia nó bị phai cho nên nó không còn, còn cái này nó còn nè. Hai cái gạt tàn này chúng ta trang trí như một cái bức tranh nhỏ nhìn cũng rất là dễ thương. Cao là 1.5, dài là 8.5, rộng là 7.5, mã sản phẩm là H4, giá 120k trên cái. Shop có hai cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình sứ Cutany rất là đẹp. Cái bình này được vẽ theo cái phong cách gọi là vẽ theo phong cách là gấm nè, với những cái điểm màu xanh, những cái điểm màu xanh này nè, những cái chấm bi màu xanh là được chấm thủ công và được chấm nổi rất là tinh xảo và công phu, cực kỳ tinh xảo. Sau đó thì nó vẽ cái hoa văn màu vàng, cái dòng này tiếng Nhật nó gọi là fuku, tức là hạnh phúc. Còn ở Việt Nam chúng ta thấy cái kiểu này nè, nó giống như cái vải gấm vậy đó, thì chúng ta gọi là cái dòng gấm. Thật ra cái tên của nó là cái dòng fuku, là tức là hạnh phúc. Cái bình này cái ấn tiện trong cái mộc vuông nè, tức là cái dòng đặc trưng cho cái được sản xuất vào cái thập niên 60 của thế kỷ 20, tức là được sản xuất vào những năm 1960 đó. Cái triện đó nó chỉ sản xuất vào trong cái giai đoạn đó thôi, thập niên đó rồi nó nghỉ. Chuyển sang cái triện khác. Bình này cao 14, đường kính miệng là 2.5. Dòng thân là 22, mã sản phẩm là H5, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố sứ rất là đẹp. Cái thố này cái dáng lục giác, đặc biệt là cái phối cái hoa văn và cái màu men nhìn rất là ấn tượng. Nó phối cái màu men lam và màu men đỏ, xen kẽ là những cái hoa văn hình xoắn ốc được vẽ theo cái hoa văn sóng nước hoa và cái hoa văn kiểu đồng tiền, nhìn rất là ấn tượng luôn, cực kỳ độc đáo. Ở trên nó vẽ cái nụ hoa, họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công, tức là vẽ tay đó, cực kỳ tinh xảo và công phu. Cốt gốm rất là đẹp, cái cốt gốm này nó giống như cái cốt men ngọc đó anh chị, cho nên nó cực nặng, này nó giống như men ngọc luôn, celadon đây, ở trong là nó là men ngọc đó, nên cái cốt nó cực nặng. Thố này cao 7, rộng là 10, mã sản phẩm là H6, giá 150k. Thố này thì trưng bày rất là đẹp do cái kiểu men của nó rất là độc đáo. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái chén men ngọc Seralong xưa. Hai cái chén này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa Seralong. Cái màu men ngọc màu xanh nhạt,
Trên thân nó ám họa hoa dây. Ám họa tức là nó được vẽ ở bên trong, nhưng mà cái kiểu nó giống như là cái kiểu điêu khắc vậy đó. Nó vẽ nhưng mà nó khắc trong cái cốt sứ, khi mà cái cốt cái chén nó còn mềm đó. Sau đó thì nó mới phủ mang bên ngoài, cho nên gọi là ám họa. Cho nên khi chúng ta nhìn vào đó thì cái họa tiết nó nằm ở bên trong cái lớp men bóng. Ám họa là nó bị che đó, che bởi mờ nhạt một cái lớp men bóng. Và cái họa tiết này nó được khắc thủ công cực kỳ là tinh xảo. Đây chúng ta thấy là cái truyện nè, rất là sâu tuổi. Truyện này các anh chị mà bên ngoài thực tế thấy nó rất là sâu tuổi nè. Ở bên trong nó có cái ấn truyện chìm nè. Xin lỗi, cái trôn này nè, nó rất là sâu tuổi. Cái trôn này nè, rất là sâu tuổi. Và bên trong này nó có ấn truyện chìm. Ở ngoài chúng ta thấy rõ hơn. Trong video thì nó bị chó ánh sáng đèn. Đây, hai cái chén này chúng ta thấy rất là sâu tuổi, cực kỳ sâu tuổi. Này nó gọi là ám họa hoa dây. Cái chôn này thì nó do cái phần phủ mang không phủ mang đó, chúng ta thấy nó sâu tuổi, cao 5.5. Đường kính là 11.3, mã sản phẩm là H7, giá 120k trên cái. Tiếp theo là cái sản phẩm rất là đẹp. Hai cái gạt tàn. Này thì theo shop nghĩ nó là cái gạt tàn. Nó giống như cái chậu. Chất liệu là gốm. Cái dáng khá là độc đáo. Trên thân của nó đó, nó vẽ cái họa tiết kiểu phong cách trừu tượng đó. Nó vẽ cái họa tiết theo cái phong cách hội họa, nhưng mà theo cái phong cách trừu tượng. Nhìn rất là ấn tượng. Họa tiết nó được vẽ theo cái phong cách trừu tượng, nhìn cực kỳ ấn tượng. Chúng ta đi co nó cũng đẹp nữa. Đáy có ấn truyện chữ ký của nghệ nhân, cốt dày nặng. Cặp bàn này nó cao 3, dài là 11 năm, rộng là 8. Cái đường kính của cái miệng là 5.5, mã sản phẩm là H8, giá 80k trên cái. Tiếp theo đó là hai cái chén trà sứ thuộc cái dòng Kutani, rất là đẹp. Hai cái chén này nó dáng nó rất là thanh, đáy nhỏ miệng le, nhìn rất là thanh. Nó vẽ chủ đề hoa và chim. Cái phong cách gốm sứ của Nhật Bản nó đặc trưng á, ở một cái chỗ rất là độc đáo, đó là cùng bộ nhưng mà mỗi chén nó mang một cái kiểu hoa, một cái loài hoa hay là một cái loài chim, hoặc là một cái kiểu men khác nhau. Cái màu men á, kiểu men thì giống như cái màu men khác nhau. Chén này thì nó vẽ chim trĩ và hoa cúc. Họa tiết nó được vẽ thủ công và nó được vẽ bằng men nổi, các anh chị rờ vào như nè, nó cộm tay. Rờ vào nó cộm tay lên, cái men nổi rất là đẹp luôn. Đây. Chim trĩ và hoa cúc, cái chủ đề rất là hay. Cốt sứ trắng rất là tốt luôn. Cốt sứ chúng ta thấy gõ nó như chuông vậy đó. Đây, ở đây vẽ hoa mẫu đơn, ở đây vẽ hoa mẫu đơn. Chim này giống như chim chim họa mi hả, hoa sơn ca, rất là đẹp. Họa tiết được vẽ cực kỳ tinh xảo. Chén này nó cao 5.5, đường kính là 9.5, mã sản phẩm là H9, giá 120k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái khay gốm mộc rất là đẹp, tạo hình xù xì cực kỳ ấn tượng với cái kiểu men đó. Thì cái dòng này nè là đất nó được trộn rồi nó phối màu men với nhau, nó tạo nên cái màu như thế này, chứ không phải là đất trộn. Cái đất trộn là do cái khoáng trong đất nó tạo nên, còn cái này là giống như là nghệ nhân họ trộn
trộn màu cho đất rồi họ trộn lại với nhau, cho nên nó chúng ta thấy đó, ở phía trước và phía sau nó không có đồng bộ. Còn đất trộn là cái khoáng trong đất nó khác ở nhau ở cái điểm đó. Và cái đất trộn á, nó là đất nung, cái cốt nó rất là đanh. Đây là cái chữ ký của nghệ nhân. Khai này chúng ta làm cái dầm trà thì cũng cái khai trà thì cũng rất là đẹp. Khai này cái vành nó cao 3, đường kính là 20.5, mã sản phẩm là H10, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa Coranza. Coranza là một cái dòng sứ rất là cao cấp, đặc trưng bởi cái phong cách rất là tinh tế, với cái cốt sứ đó nó rất là tốt, nó giống như kiểu sứ sương vậy đó các anh chị. Nó giống như kiểu sứ sương vậy đó, rất là tốt. Trên thân nó vẽ hoa lan, họa tiết được vẽ rất là tinh tế, vành nó được mạ vàng. Chúng ta biết những cái sản phẩm mà mạ vàng á, trên gốm sứ là nó rất là đắt đỏ, do nó đòi hỏi một cái kỹ thuật rất là khó, và vàng là một cái loại kim loại rất là đắt đỏ. Đường kính 16 năm, mã sản phẩm là H11, giá 60k trên cái. Shop có 3 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình rượu, bộ bình rượu, một bộ bình rượu gốm rất là đẹp. Một cái bộ bình rượu gốm rất là đẹp. Nó tạo hình xù xì, mộc mạc, nhìn rất là độc đáo. Trên thân cái sản phẩm này nè, chúng ta thấy trong cái cốt này nè, nó có vô số những cái hạt sỏi, cho nên mà khi nung men đó, khi nung gốm đó, những cái hạt sỏi đây nè, nó tạo ra cái vẻ xù xì, cùng với khi mà nó nóng chảy đó, nó tạo ra những cái lỗ khí, nó tạo nên cái độ thô ráp nhất định cho sản phẩm, rất là độc đáo. Cái màu men rất là tinh tế. Và chúng ta thấy đặc biệt là trên những cái bình rượu hay những cái ly trà của Nhật đó, họ hay ấn lõm vào, một là nó tạo nên một cái điểm nhấn, một cái điểm nhấn cho tác phẩm. Cái điều thứ hai đó là khi chúng ta cầm á, nó cực kỳ là chắc chắn, rất là khó vuột. Chúng ta thấy cầm nè, để cái ngón tay vào đây thì nó cực kỳ là chắc chắn, nó tạo cái điểm bám dính rất là chắc chắn. Ở đây chúng ta thấy nè, vô số những cái hạt sỏi, nó tạo nên cái độ thô ráp nhất định cho sản phẩm. Đây, ở đây nó còn cái giấy mà có chữ ký của nghệ nhân nè. Cái ly này nó cao 3.8, đường kính là 4.8, bình này nó cao 10-11, khoảng 11 năm, hơn 11, đường kính miệng 3. Dòng thân là 25 năm, mã sản phẩm là H12, giá 300k trên bộ, gồm 2 bình và 5 ly. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô men lam xưa rất là đẹp. Cái tô này nó tạo hình giống như một cái đóa hoa vậy đó. Lòng nó được ấn lõm, trên thân nó được ấn lõm, và ở bên trong vành nó vẽ cái hoa văn răng cưa, họa tiết được vẽ tay rất là tinh xảo. Đặc biệt là bên ngoài nè, bên ngoài nó vẽ một cái chủ đề, một cái tích xưa. Cái chủ đề này nó giống như cái chủ đề Trúc Lâm Thất Hiền, nhưng mà nó mang cái phong cách rất là đặc trưng của người Nhật, gọi là chủ đề Trúc Lâm Thất Hiền, nhưng nó mang cái màu sắc, cái vẻ đặc trưng của người Nhật. Họa tiết được vẽ hoàn toàn thủ công, rất là tinh xảo, cực kỳ tinh xảo. Chững cổ, cái cốt này, chỗ cái trôn này chúng ta thấy rất là già. Đây, nó lên cái nước đó, chúng ta thấy cái vết oxy sắt.
nằm dưới chỗ cái phần mà không phủ men, nó tiếp giáp giữa men và cái trôn đó. Tôi thấy họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công, rất là tinh xảo. Cực kỳ tinh xảo. Cái tô này á thì nó trên cái mặt chỗ này nè, nó bị mẻ tí chỗ này nè, chỗ có men nâu nè, mẻ nè. Trên cái vành này nó cũng có một cái vết mẻ rất là nhỏ. Đây. Đây, nó có một vết mẻ như thế này. Nhưng với những cái sản phẩm này thì nó không có đáng kể, với những cái lỗi trên thì nó không đáng kể. Nó vẫn đảm bảo cái tính thẩm mỹ cũng như là cái chức năng. Chúng ta thấy cái cốt sứ rất là tốt, gõ đanh như kim loại vậy. Tô này cao 7.5. Đường kính là 17. Chúng ta thấy tạo hình giống như một cái đóa hoa đào, rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm H13, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm cũng rất là ấn tượng, cực kỳ độc đáo. Một cái tượng ốc sên bằng gốm rất là đẹp. Một cái tượng ốc sên bằng gốm rất là đẹp. Cái dòng sản phẩm này thì chúng ta cực kỳ là hiếm gặp. Cái dòng sản phẩm này là cái dòng sản phẩm thủ công của Mexico. Của Mexico đó. Và đây là những cái sản phẩm nó cũng có tuổi rồi. Nó được chế tác hoàn toàn thủ công và nó được vẽ theo cái phong cách đặc trưng của cái đất nước Mexico. Chúng ta nhìn cái họa tiết này nè, nó khá giống với những cái họa tiết trên những cái sản phẩm của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, và cái màu gốm cũng vậy. Do chúng ta biết Mexico là những cái quốc gia nó chịu ảnh hưởng sâu sắc của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cho nên là chúng ta thấy cái màu men, cái họa tiết á, cái màu men đó chúng ta thấy nó mang dáng dấp của những cái sản phẩm gốm thủ công của Tây Ban Nha hoặc là Bồ Đào Nha. Ngay cả cái cốt gốm nó cũng khá giống đó các anh chị. Và ở đây chúng ta thấy cái màu thời gian rất là rõ trên cái sản phẩm này, ở dưới phần trôn đó chúng ta thấy nè. Đây. Đây là sản phẩm của Mexico. Chữ ký nghệ nhân được viết tay. Cái này thì ở cái miệng, chỗ phía trước miệng chỗ này nó có vết trầy 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 men tí thôi, không ảnh như hưởng gì đến với cái thẩm mỹ hay là cái chức năng cả. Rất là đẹp. Tượng này bên ngoài thì khá to nha các anh chị, tượng ốc sên. Ở đây là cái mặt trời, biểu tượng mặt trời này cao 10, dài 19 năm, rộng 9. Mã sản phẩm là H14, giá 100, xin lỗi, giá 400k. Rất là đẹp. Những cái dòng sản phẩm đó thì chúng ta rất là hiếm gặp. Tiếp theo là một cái bình hoa gốm rất là đẹp. Bình hoa gốm bên này dán thanh với cái kiểu men long thỏ, gọi là thiên mục long thỏ đó, nhìn rất là độc đáo. Bình này dán cao thanh, bình này nó cũng khá nhỏ, cái cốt nó rất là nặng các anh chị. Đặc điểm của cái dòng xe đông là như vậy, cốt nặng khủng khiếp, kiểu men rất là độc đáo. Kiểu này gọi là kiểu thiên mục long thỏ này các anh chị, cực kỳ độc đáo, nhìn rất là ấn tượng. Bình này nó được chế tác thủ công, cốt dày nặng và lấy cái kiểu men rất là độc đáo. Đáy có chữ ký của nghệ nhân. Bình này cốt rất là nặng. Đặc điểm chung của cái dòng xe la đông đó là cái cốt nó rất là nặng so với những cái bình mà cùng kích thước. Bình nữa cao 19. Đường kính miệng là 3.
Dòng bụng là 25, mã sản phẩm là H15, giá 150k. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Một cái bình hoa. Một cái bình hoa pha lê. Cái bình này nó thuộc về một cái sản phẩm gọi là pha lê nghệ thuật. Cái bình này nó đến một cái từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, Noritake, Noritake. Chúng ta đọc cái tiếng Việt thì Noritake. Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật, chuyên về gốm sứ. Cái dòng này thì chúng ta rất là hiếm gặp nè, cái màu xanh coban. Cái dáng rất là thanh thoát, cái dáng rất là sang. Cái dòng này thì có thể nó sẽ chuyên về nó để là trang trí đó, chứ không phải là chuyên dụng cho cắm hoa. Và chúng ta biết là pha lê thì nó là thuộc cái dàn sản phẩm, dòng cái sản phẩm gọi là xa xỉ rồi, cao cấp rồi. Do cái kỹ thuật chế tác của nó đó, nó đòi hỏi cái nguyên liệu và cái kỹ thuật rất là khó. Và chúng ta biết pha lê của Nhật là một trong những cái dòng sản phẩm nó cũng rất là nổi tiếng ở thế giới. Đây, nó art tức là nghệ thuật, Risto nó là pha lê, và bên dưới là cái thương hiệu Noritake, pha lê nghệ thuật. Cho nên cái dòng này thì shop nghĩ nó là cái dòng để trưng bày trang trí. Còn nếu cắm hoa thì nó cái dáng nó đòi hỏi sự tinh tế rất là cao. Trên vành nó được mạ vàng. Và chúng ta biết pha lê là một cái dòng sản phẩm rất là cao cấp. Rất hiếm gặp cái dáng này. Cái bình này trưng bày rất là sang. Bình này cao 20. Đường kính miệng là 4.3. Cái đường kính đáy là 7.5. Đường kính thân nó 6. Mã sản phẩm là H16, giá 400k. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Một cái ly đất nung. Cái ly này nó thuộc một cái dòng cực kỳ là hiếm. Cái dòng này hiện nay thì thật ra khoảng thập niên 60 thì nó đã bị nó đã được chính phủ Nhật đó, họ không cho sản xuất nữa, do nó cái dòng này là cái dòng mà Mumioi. Cái dòng đất nung Mumioi nó khác với cái dòng mà Tokonem hay là Bunko. Cái dòng này nó chỉ có trên một cái hòn đảo của Nhật Bản thôi. Và nó trong cái đông y á, nó còn là một cái vị thuốc. Mình đọc là mu Mumioi hay là mum voi. Đây chúng ta thấy nè, ấn tiện. Cái dòng này á, nó đặc trưng bởi cái cốt đất của nó đó, là cái màu nó đó nó sậm hơn, tức là nó đậm hơn hay là nó sậm hơn so với cái dòng Tokonem. Và nó bóng khi nung. Cái này do cái màu tự nhiên các anh chị, do cái khoáng trong cái thành phần khoáng của cái loại đất này nè. Khi nung á thì nó cái màu nó sậm hơn và cái cốt bên ngoài đó nhìn nó bóng hơn, và đặc biệt là nó dày hơn và nó nặng hơn. Rất là nặng, cái dòng này nó nặng khủng khiếp. Chúng ta nhìn vào là thấy nó cái nó chắc chắn lắm. Đây là cái ấn tiện. Và cái dòng này đó thì khoảng sớm nhớ không lầm thì khoảng thập niên 60 thì chính phủ Nhật đã họ đã gọi là cấm khai thác cái dòng đất này để họ bảo tồn cái dòng đất này. Vì cái dòng đất này ngoài cái việc chế tác ra cái sản phẩm mà nó là cái dòng đất hiếm á, trong đông y nó còn là một cái vị thuốc. Cái ly này thì rất là cao, cái ly này nó cao lắm, nó phù hợp để chúng ta dùng để trưng bày, hoặc là chúng ta dùng giống như cái cắm bút dùng trong thư pháp đó, cắm bút lông á. Nó cao 10 11 năm. Đường kính là 6. Đường kính miệng là 6.
Cái dòng thân nó là 19 năm, mã sản phẩm là H17, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ống cắm bút. Ống cắm bút bằng sứ. Dán rất là hay. Trên thân nó vẽ hoa. Cái dán nhìn rất là hay. Ống cắm bút này nè, ống cắm bút dùng trong thư pháp đó các anh chị, cắm bút lông á. Cao 12 năm. Cái đường kính miệng nó là 6. Cái đường kính đáy là 10. Cái dáng nó chúng ta thấy đó, ở dưới đáy rất là rộng, nó thon dài lên giống như cái một cái ngọn tháp. Mã sản phẩm là H18, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái tô men lam xưa rất là đẹp. Tô này nó tạo hình hoa. Cái dáng nó tạo hình hoa nhìn rất là độc đáo. Nó vẽ sơn thủy với cái cây tùng, cái dáng văn nhân. Cái dáng này trong bonsai nó gọi là cái dáng văn nhân, chúng ta thấy cây tùng đó. Họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công, rất là tinh xảo. Ở đây chúng ta thấy nè, những cái nét cọ bắt đầu và kết thúc. Đây, chúng ta thấy ngôi nhà, cây tùng đều được vẽ rất là tinh xảo. Cây tùng này nó tạo thế văn nhân nhìn rất là độc đáo. Một cái loại bonsai tự nhiên. Vết này là cái vết lõi lò, nó không có ở trên, nó không có ở dưới, nó chỉ chúng ta thấy cái vết này thôi, trong lòng chúng ta không có thấy. Chúng ta thấy cái cốt là cái trôn nó rất là già sâu tuổi, rất là đẹp. Cái tô này thì cái đáy nó có cái vết tóc của cái men rạn đó, chứ ở bên trong chúng ta không thấy cái vết tóc này, nó bị tóc cái men rạn thôi. Do những cái ở đây chúng ta cái trôn nó là nó sâu tuổi như thế này, thường thì những cái sản phẩm sâu tuổi đó trải qua năm tháng thì cái lớp men rạn ở ngoài nó hay có tình trạng là nó bị rạn 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 vậy đó. Này thì nó rạn ít nè. Cao 4.5. Đường kính là 16, mã sản phẩm là H19, giá 150k trên cái, số có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo là một cái dĩa men lam rất là to luôn. Dĩa men lam này rất to, trên trên cái dĩa này thì nó vẽ cái hoa dây và thỏ. Thỏ trắng, thỏ ngọc. Thỏ là một con vật nó khá là đặc biệt, trong văn hóa phương Đông hay phương Tây nó đều có một cái những cái huyền thoại, những cái câu chuyện. Ví dụ như con thỏ ngọc trên cung Vãn Hàng thì là nó đâm thuốc trường sinh. Còn con thỏ ở phương Tây thì nó liên quan tới phục sinh. Ta thấy nó khá là đặc biệt. Và trong 12 con giáp của người Nhật, người Trung Quốc hay người Hàn Quốc thì con thỏ nó là tuổi Mão. Ở Việt Nam chúng ta là con mèo đó. Cái dĩa này rất là to, cái dĩa này các anh chị có thể sử dụng như một cái khay trà to đó, do cái đáy nó phẳng. Ngoài ra chúng ta trưng trái cây ngày Tết đồ nó cũng rất là đẹp. Ấn tiện của cái dòng Arita. Cốt dày, men cực kỳ chắc chắn. Cốt cực kỳ chắc chắn, men rất là đẹp. Dĩa này đường kính là 27 năm, mã sản phẩm H20, giá 250k. Đây, một cái siêu phẩm nè. Thật ra cái bình này thì nhìn nó đó thì chúng ta cảm thấy nó bình thường. Nhưng cái bình này nó độc đáo ở chỗ là cái bình đất nung. Thường thì chúng ta thấy đó, đất nung chúng ta chỉ hay gặp cái bình trà, rất hiếm gặp cái dòng bình hoa đất nung. Do đó chúng ta biết đất nung đó để chế tác lên những bình trà đó là một cái loại đất chuyên dụng rất là đặc biệt, và cái loại đất nó rất là hiếm, cho nên thường thì người ta chỉ để sử dụng bình trà thôi, rất là hiếm khi chúng ta gặp bình hoa, do bình hoa nó tốn cái đất nhiều hơn. Cái bình này là cái đất nó giống như cái dòng băng cô á anh chị, băng cô mà băng cô nâu đó. Cái cốt đất nó mịn rất là đẹp. Và cái màu đất nâu này nè, nó rất là hiếm nha, nó hiếm mà hơn đất đỏ nha. Cái dòng đất nâu này nè, nó lại hiếm hơn đất đỏ.
Trên thân nó vẽ cái hoa văn hình sóng nước, nó khắc cái hoa văn hình sóng nước chạy quanh cái cổ bình. Ở đây chúng ta thấy cái cốt đất nè, rất là tốt luôn. Nó giống kiểu mà đắp trên những cái ấm tử sa hay là cái dòng băng cô mà đắp nâu á, cái dòng đắp rất là mịn đó. Đây mà cốt nó rất là nặng, cốt đanh. Đây là cái chữ ký được âm sâu vào trong cái cốt cốt đất. Cái màu này là cái màu tự nhiên của đất nha các anh chị, chúng ta thấy không, tiếng gõ nó đanh như kim loại vậy đó, nó cong 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 như kim loại vậy đó. Giống như chúng ta búng vào kim loại vậy. Cái dòng này rất là hiếm nè. Cái màu đất này thậm chí nó hiếm hơn cả cái màu cái cốt đất của cái dòng đất trộn. Bình này nó cao 19 năm 20 do cái bàn nó nghiêng. Đường kính miệng là 3.5. Dòng thân là 39 năm, mã sản phẩm là H21, giá 750k. Cái máy này nó nghiêng đó, chân. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa Celadon. Một cái bình hoa men ngọc gọi là Celadon, rất là đẹp, rất là to, cực kỳ to. Bình này rất là đẹp nè, cực to luôn. Bình này trên thân á, nó khắc những cái hoa văn hình sóng nước. Để sắp sửa cái máy rồi. Đây. Trên thân nó khắc những cái hoa văn hình sóng nước. Hoa văn này nó được khắc khi mà cái cốt cốt đất á, nó còn mềm. Cái cốt sứ đó nó còn mềm. Sau đó thì họ mới phủ men lên trên. Cho nên cái hoa văn này nó gọi là cái ám họa, nhưng mà chúng ta nhìn vẫn rất là rõ cái nét khắc, do đây cái ánh sáng đó, ánh sáng đèn nó bị chá cho nên chúng ta không thấy rõ được như thực tế. Cái bình này bên ngoài rất là đẹp, đây chúng ta thấy cái hoa văn này nè, nó trải đều giống như là cái dòng nước đó nó chảy xung quanh cái bình này vậy đó. Và chúng ta thấy trong văn hóa phương Đông thì nước nó tượng trưng cho cái sự trôi chảy, thuận lợi và hanh thông. Mọi sự việc, sự sống bắt nguồn từ nước, cho nên nước nó là thể hiện cho cái sự trôi chảy hanh thông. Những cái anh chị mà chơi theo hướng phong thủy á, thì rất thích những cái sản phẩm nó có cái ý nghĩa thuận lợi như thế này. Rất là đẹp, mà ở đây nó rất tiếc mà nó bị cái ánh sáng đèn, ta không có thấy được cái vẻ đẹp của nó. Do cái bình này nè, nó tinh tế ở chỗ á, là cái họa tiết nó được khắc khắc thủ công, khắc hình sóng nước và nó chảy xung quanh bình giống như là cái dòng nước nó lưu thông xung quanh cái bình này vậy, rất là độc đáo, mà ở đây chúng ta không có nhìn thấy được với cái ánh sáng này. Cái dáng thì rất là hay. Men sâu, cốt nặng, men nó phủ bên trong luôn. Cái đặc trưng của cái dòng Celadon là cái cốt nó nặng lắm, nặng khủng khiếp. Đây là cái chữ ký của nghệ nhân, chữ ký tay của nghệ nhân. Men rất là sâu. Rất là đẹp, hoa văn chúng ta thấy rất là đẹp luôn. Nhìn nó giống như là nó khắc 3D và nó nằm ở bên trong cái lớp men bóng vậy. Cực kỳ độc đáo. Lật lại. Bình này nó cao 25. Đường kính miệng là 10. Dòng thân là 60.5, mã sản phẩm là H22, giá 1,2 triệu.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố gốm rất là to, tạo hình nhìn rất là độc đáo. Đặc biệt là trên cái thân này, toàn bộ cái thân của cái thố này nè, từ thân tới nắp nó được khắc họa tiết rất là tinh xảo, nó khắc một cái đóa hoa. Đây chúng ta thấy trên cái đóa hoa này nó có cái cánh hoa nổi 3D, rồi bên dưới này nè nó có những cái hoa dây được khắc cực kỳ là tinh xảo. Bình này nó được chế tác thủ công cực kỳ tinh xảo và công phu, đòi hỏi chúng ta thấy đó, để khắc được cái họa tiết này thì nó đòi hỏi rất là công phu luôn. Cái này là cái kỹ thuật mà gọi là điêu khắc trên gốm nè. Cái này giống như là một tác phẩm điêu khắc bằng gốm, thay vì điêu khắc bằng gỗ thì ở đây là nó điêu khắc bằng gốm, rất ấn tượng, cực kỳ ấn tượng. Đây chúng ta thấy cốt rất là dày nặng, nắp rất là khít luôn. Lật lại, chúng ta thấy này, cực kỳ độc đáo. Để cái đèn sáng quá chúng ta khó thấy cái chi tiết. Đây, trên trên đáy nó có chữ ký nghệ nhân, và ở đây nó có cái mộc, cái dấu mộc của giống như một cái cơ quan xác nhận nào vậy đó. Sản phẩm này nó giống như nó có một cái cơ quan nào giám định nè, có dấu mộc nè, giống như nó được cái giám định của một cái tổ chức nào vậy đó, chứng tỏ sản phẩm này là nó rất là quý giá nè, nó mới được giám định như vậy. Một cái tác phẩm điêu khắc bằng gốm cực kỳ là độc đáo, cốt dày nặng, siêu phẩm. Trước giờ shop chỉ mới thấy được cái này thôi. Bên này nó cao 20, đường kính miệng là 10. Dòng thân là 60 68, mã sản phẩm là H23, giá 2.500.000, 2.500.000, cực kỳ hiếm gặp. Tiếp theo đó là hai cái bình hoa bằng gốm, hai cái bình hoa, hai cái bình cắm hoa. Ở Nhật thì nó những cái sản phẩm này nó gọi là những cái bình cắm hoa Ikebana, tức là cắm hoa theo phong cách thiền, hoa đạo đó. Bình này là chất liệu của nó là gốm, nó tạo hình cái thuyền rất là dài. Bình này to nha, bên ngoài to lắm các anh chị. Chúng ta thấy cái bàn này bề ngang 4 tấc đó, đường kính của cái bàn xây là 4 tấc đó, nhưng mà chúng ta thấy hai cái bình này nè rất là to, với cái màu men nhìn rất là ấn tượng. Bình này thì ngoài ra đó, một số anh chị đó dùng để trồng bonsai tiểu cảnh thì rất là độc đáo, hay là chúng ta đi co thì cũng rất là độc luôn với cái màu của nó đó. Bình này nó cao 7.5, dài 49 năm, rộng là 12, mã sản phẩm là H24, giá 350.000 trên cái. Bình vàng này thì nó men nó có vết trầy, nhưng mà không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái bức tranh. Hai cái bức tranh này nó độc đáo ở chỗ đó là hai cái bức tranh Sipo, hai cái bức tranh Sipo của cùng một cái nghệ nhân. Đây, hai cái bức tranh Sipo rất là đẹp, nó được đóng khung bằng gỗ, khung gỗ luôn, và khung nó được sơn cái màu rất là đẹp. Sipo là tiếng Nhật, tiếng Việt đó là nó là Pháp Lam. Tiếng Việt thì chúng ta gọi là Pháp Lam. Đây, nó gọi là Sipo
Art shipo tức là shipo nghệ thuật, nó có giấy chứng nhận của nghệ nhân nè các anh chị. Đây giấy chứng nhận của nghệ nhân, mỗi cái bức tranh nó có kèm theo một cái giấy chứng nhận của nghệ nhân như thế này, những cái thông tin về cái sản phẩm. Đây hai bức tranh nó sẽ có hai cái bảng như thế này cùng với cái giấy chứng nhận. Đây hai bức tranh này nó vẽ cái khung cảnh, khung cảnh một cái, lấy cái này ra, một cái khung cảnh, một cái trang viên vậy đó, giống như một cái khu vườn châu Âu. Khi mà chúng ta sờ đó thì nó giống như cái kiểu 3D, nó nổi đó các anh chị. Ở đây thì nó kỹ thuật cốt nó là cốt đồng, shipo thì chúng ta biết nó là pháp lam, cho nên là nó là đồng phủ men. Nhưng mà những cái tác phẩm như này nè, nó đòi hỏi cái kỹ thuật nó khó hơn rất là nhiều. Do đó với những cái chi tiết như thế này thì nghệ nhân đó họ sẽ sử dụng những cái sợi đồng nhỏ, sau khi vẽ phác thảo lên cái chi tiết thì nghệ nhân họ sẽ dùng những cái miếng đồng hoặc là những cái miếng bạc rất là nhỏ, họ tạo hình nên những cái sợi chỉ, những cái họa tiết, và họ mới phủ men lên từng phần. Do đó một cái tác phẩm như thế này thì nó đòi hỏi cực kỳ là công phu cả về nghệ thuật hội họa lẫn là nghệ thuật tạo hình trên đồng, và đặc biệt là kỹ thuật mà phủ men trên cốt đồng của người Nhật đó là nó thuộc hàng danh tiếng của thế giới đó. Kỹ thuật mà phủ men trên cốt đồng của người Nhật là nó được cả những cái nhà chuyên môn của cả thế giới công nhận. Hai bức tranh rất là đẹp. Đây một cái ngôi nhà với những cái lá phong mà chúng ta thấy là cái tán phong nè, tán phong mùa thu nè đó, những cái lá đỏ, lá vàng và những cái lá xanh. Rồi trên ngôi nhà chúng ta thấy cái ống khói màu khác, cái mái nhà màu khác, cái cửa sổ và cái mảng tường với những cái màu sắc khác nhau. Rồi từng cái hàng rào chúng ta giống như một cái bức tranh sơn dầu, nhưng mà nó được tạo hình từ những cái sợi đồng, cốt đồng và phủ men, thì chúng ta thấy nó công phu như thế nào, cực kỳ là công phu. Và ở đây nó được đóng bằng cái khung gỗ rất là cẩn thận và trang trọng, nó được sơn màu rất là đẹp luôn, khung gỗ nè. Đây Made in Japan, và nó có giấy chứng nhận của nghệ nhân. Cái khung này nó rộng là 29 năm, cái chanh này nó rộng là 10 15, mã sản phẩm là H25, giá 550k trên bức. Shop có hai bức và ưu tiên cho các anh chị mà chúng ta chọn hết, do rất hiếm những cái sản phẩm như thế này. Phiên bán hàng của ngày 12 tháng 11 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.